Thưa quý vị, đoàn kiểm tra Huyện ủy Đất Đỏ đã kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết 24/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam đối với Đảng ủy Quân sự huyện. Thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự huyện Đất Đỏ đã tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo việc kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện và khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, triển khai thực hiện nghị quyết 24/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam, công tác nhân vận cũng được Đảng ủy Quân sự huyện Đất Đỏ quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay, Đảng ủy Quân sự huyện đã thực hiện tốt mô hình lực lượng vũ trang huyện đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, ăn sáng cùng ngư dân. Đơn vị cũng trao tặng một căn nhà nghĩa tình quân dân, sửa chữa 5 căn nhà cho đồng bào dân tộc, trao tặng gần 1.400 xuất quà, 20 xe đạp cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị tại Đảng ủy Quân sự huyện, đoàn kiểm tra Huyện ủy Đất Đỏ đề nghị Đảng ủy tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện,